Ngày 21 tháng 5, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành phố chiến lược Bakhmut vẫn chưa rơi vào tay quân đội Nga như tuyên bố của phía Nga. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chiếm được thành phố Artyomovsk, tức Bakhmut, trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các lực lượng Wagner và quân đội Nga về thành công ở Bakhmut. Tuyên bố có đoạn, Tổng thống Putin chúc mừng các đội tấn công Wagner, cũng như tất cả quân đội Nga, những người đã hỗ trợ và bảo vệ hai bên sườn với việc hoàn thành chiến dịch ở Bakhmut. Những người đã có đóng góp nổi bật trong trận chiến này sẽ được đề nghị tặng thưởng các huân chương cấp nhà nước. Trước đó một ngày, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Evgeny Prigozhin thông báo, các lực lượng quân sự Nga đã làm chủ hoàn toàn thành phố Bakhmut, nơi được coi là điểm nóng trong các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Trong một đoạn video công bố ngày 20 tháng 5, ông Prigozhin nhấn mạnh, vào buổi trưa ngày hôm nay, phần cuối cùng của một khu vực nhà cao tầng nơi các lực lượng Ukraine bám trụ trong thời gian qua đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Theo ông Prigozhin, các tay súng Wagner sẽ ở lại Bakhmut cho tới ngày 25 tháng 5 và trong thời gian đó họ sẽ lập các chốt phòng thủ trên toàn thành phố rồi giao lại quyền kiểm soát cho Bộ Quốc phòng Nga. Dự kiến các tay súng sẽ rút lui về tuyến sau để củng cố lực lượng và nghỉ ngơi sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malia, tình hình ở Bakhmut tuy rất nguy cấp, nhưng giao tranh vẫn đang tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát một phần quan trọng ở phía đông thành phố, và phần này đủ mạnh để lực lượng Ukraine có thể tiến vào thành phố ngay khi tình thế thay đổi. Tổng thống Zelensky, người đã ví tình cảnh của Bakhmut giống như Hiroshima trong chiến tranh thế giới thứ hai, khẳng định, ngày hôm nay, tức 21 tháng 5, Bakhmut vẫn chưa rơi vào tay Liên bang Nga. Bakhmut nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến tiếp tế quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass. Các trận chiến khốc liệt diễn ra ở đây trong suốt 8 tháng qua. Ukraine tuyên bố Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga tại vùng Donbass. Dù không công bố chính xác thiệt hại, cả hai bên đều báo cáo thương vong lớn. Theo các chuyên gia, nếu thực sự Bakhmut thất thủ, sẽ đẩy lực lượng vũ trang Ukraine vào thế buộc phải tiến công và có thể nhắm vào các khu vực ở Donetsk và Lugansk. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ. Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển ở Hiroshima, Tổng thống Biden nêu rõ viện trợ quân sự này sẽ bao gồm đạn dược, pháo binh, phương tiện thiết giáp và các chương trình đào tạo huấn luyện. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với chương trình huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Chương trình này do Mỹ phối hợp thực hiện với các quốc gia đồng minh và đối tác. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các khoản viện trợ quân sự có tổng trị giá 37 tỷ đô la.